Ừ. Là gì? Bao Quốc Hải. À, Bao Quốc Hải à, biết rằng mê công tôi đây không? Mấy đó là mới gì đó hả? Cắt nữa không hả? Còn cắt nữa không? Cắt ở đâu? Ủa nó sao chạy đây? Ồ xem dầu hả? Cắt gọi chủ, bây giờ chăm nguyên liệu qua các chủ mới các bạn ơi. Hai can luôn hả? Ba can lấy mình đổ hai can. Chưa bày. Bây giờ tán thêm một canh nữa các bạn ơi. Cái bình này thường thường tới 3 canh, bữa nay 120 canh rồi. 2 canh đủ chạy rồi. Xong rồi giờ chạy lại xuất phát chạy cắt các bạn ơi. Đố mấy cây đang dời đường cho máy cắt xuống các bạn ơi. Rồi, sao?
hơi cao các bạn ơi, xuống ve mới được. Gấp quá cao.